Cái tủ này là chiều chiều dài là 2m2, chiều cao là 1m78, gần 1m8, chiều sâu là 65. Phần gỗ là căm xe hết. Trên 3D như sao. Kính cường lực là 12 tới 14 ly. Kính cường lực. Này thì nó xài cái công nghệ là thổi đáy hút mặt. Nó có một cái thổi ở đây giống như hồ thủy lực, nó thổi ra vậy. Nó tạo cái dòng chảy cho nước. Thổi ở trên này, thổi ở dưới luôn ha. Nước nó hút xe, nó hút mặt này. Hút mặt này nó sẽ chảy xuống cái lọc ở dưới. Xào ốp gỗ hết rồi. Trên là thì có nắp đầy đủ hết hai bên. Nắp đèn đầy đủ hết. Cây cầm xe hết. Bên đây thì học tủ để đồ. Bên đây thì chứa cái lọc. Cái lọc này nó 4 ngăn. Mấy cái sườn này inox hết. Inox 304, 504 gì đó thì inox hết. Sườn mấy cái chân là inox hết.